Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với dạy một thế cờ rất hay được bày ở hội chợ ăn tiền vỉa hè, đặc biệt là ở những chỗ đông người. Nhìn sơ qua thì các bạn thấy nó rất là đơn giản phải không các bạn? Và sau đây là mình xin hướng dẫn dạy chi tiết thế cờ này. Đầu tiên mới nhìn thì các bạn bên đỏ đi trước, đặt 1, đặt 2. Thì đầu tiên thì các bạn nhìn có rất là nhiều hướng đi này. Xe có thể qua đây, đúng không ạ? Chiêu xuống hết cờ. Hoặc là xe có thể là qua đây, chiêu tương xuống hết cờ. Đây là nhận định mới ban đầu của các bạn, một nhận định rất là đúng đắn. Hoặc tốt có thể ăn qua chiêu tướng. Đấy. Thì sau đây thì mình sẽ xét một cái đầu tiên này. Nếu các bạn bình xe ra đây thì sao? Bên đó sẽ không chia sao? Nếu bên đó bình xe ra đây, đen đối mặt với nước chiếu xe xuống hết cờ, thì bên đen chống lại bằng cách là chiếu tướng bên đó. Bên đó bắt buộc phải ra tướng. Bên đó ra tướng. Bên đen lập tức xuống sĩ. Bên đen xuống sĩ để ngăn chặn nước chiếu xe hết cờ của bên đỏ. Bên đỏ buộc lòng lúc này là phải tấn công. Mục đích của bên đỏ muốn ăn tốt chiếu tướng, bắt tướng đen phải ra và chiếu tướng hết cờ. Bởi bên vì bên này đã có mặt tướng, nhưng bên đỏ vẫn còn con mã, có thể lui về phòng thủ được. Bên đỏ chiếu tướng. Mã ăn về. Tướng đỏ, xe đỏ chiếu tướng bắt mã, bắt buộc mã phải lui về đỡ. Bên đỏ ăn mã chiếu tướng bên đen buộc phải lên. Đến đây thì bên đỏ này gần như là không, nếu các bạn thấy không, bên đỏ các bạn thấy đấy, bên đen bây giờ sẽ là hạ gục bên đỏ rất là nhanh chóng. Bởi vì bên đen nếu như các bạn ra đây đi để mà tìm cách, hoặc là các bạn lui về đi, nếu như các bạn lui về thì bên đen sẽ dứt điểm bên đỏ là bằng cách là chiêu tướng. Bên đỏ bắt buộc phải lên tướng, bên đen tiếp tục chiêu tướng. Tướng đỏ lại phải lên và chiếu tướng hết cờ. Vì vậy, nếu như các bạn ra sai đây là một sai lầm chết người của các bạn. Chúng ta lại không đi như thế. Chúng ta lại sẽ không đi như thế. Chúng ta sẽ không đi như vậy. Mà chúng ta sẽ đi như sau. Chúng ta sẽ ăn tốt qua. Chúng ta sẽ ăn tốt qua. Khi các bạn ăn tốt qua như thế thì các bạn lầm tưởng sẽ chiến thắng đơn giản, nhưng các bạn đã sai rồi. Bên đen bay mã về đỡ. Nếu bên đỏ ăn xe lên, ăn mã lên thế này, đúng, các bạn đã chiến thắng được chính bản thân các bạn. Bởi vì lúc này thì các bạn sẽ tạo cơ hội cho bên đen ra tướng. Đến đây thì con tốt đấy, con xe này không thể ra đây chiếu tướng để hết cờ được, bởi vì còn con tốt bên này đấy. Mà trong khi đó bên đen là chỉ cần chiếu xuống là các bạn hết. Vì vậy các bạn sẽ không đỡ được, mà các bạn sẽ không đi như thế.
mà các bạn sẽ tiếp tục tấn tốt. Bên đen chống trả lại bằng cách đình tốt. Đến đây, bên đỏ bình xe. Nhưng các bạn đã một sai lầm chết người của các bạn là các bạn không biết rằng bên đen lại chiêu thương các bạn, buộc lòng bạn phải ra tướng. Mã bay về chiêu thương các bạn, bắt buộc xe đỏ phải ăn. Khi xe đỏ ăn rồi thì các bạn tưởng rằng mình đã chiến thắng, nhưng mà các bạn nhầm rồi nhé. À, con tốt, con tướng lại đây nha. Mình nhầm. Con tướng lại đang đây. Con tướng đang đây nhá, mình nhầm. Đấy. Thì lúc này bên đỏ lại áp dụng chiến thuật là chiêu tướng. Buộc lòng tướng phải lên. Bên đỏ lại chiêu tướng. Buộc lòng xe. Tướng phải lên và lúc này bên đỏ qua đây hai nước để mà hết cờ. Đó là cạm bẫy kinh người của thế cờ này. Thì đây là những cạm bẫy của thế cờ. Thì sau đây là lời giải chi tiết của cái thế cờ này, đã được ghi chép lại trong sách cổ. Các bạn không bình ra đây, không ăn tốt vào đây, mà các bạn qua xe đây. Bên đen chống trả lại bằng cách là thoái tượng. Bên đen thoái tượng thì bên đỏ tiếp tục tấn công. Buộc rằng ấy, lúc này bên đỏ ấy, thì bây giờ nếu mà các bạn bên đỏ sau khi ăn vào tượng ấy thì hết cờ. Nếu như các bạn xuống sĩ đỡ tiếp thì các bạn khi xe ăn đi vào tượng thì các bạn phải xuống mặt tướng, các bạn đối diện với hết cờ. Vì vậy các bạn buộc lòng phải tấn công để phòng thủ mà khắc chiêu tướng. Tướng đỏ buộc lòng phải bình ra. Đấy. Lúc này là các bạn đã chắn được cái mặt tướng ở như lúc nãy mình nói. Thì lúc này bên đen lui sĩ, bên đỏ chiêu tướng. Đấy. Đến đây bên đỏ có nhiều nước đi. Nếu như các bạn tham lui về đây ăn mã thì bên đen sẽ tấn tốt, đẩy bạn vào thế hết cờ. Vì vậy các bạn không làm như thế mà các bạn lại tiếp tục tấn tốt, buộc lòng tướng phải ăn lên. Tướng các bạn ăn lên, tướng các bạn ăn lên để mở cái mặt tướng này, để nếu các bạn tấn tốt xuống ấy thì lúc mình ăn xe vào đây để nếu như bạn tấn tốt xuống thì mình sẽ chiếu tướng, mình bắt lại tốt ở giữa. Đấy. Đây gọi là cái hay của người đã nghĩ ra cái này. Đến đây thì trong sách cổ ghi lại là bên đỏ, bên đen sẽ tấn tốt. Bên đỏ lại bình xe chiêu tướng, buộc lòng bên đen phải ra tướng, bởi vì ra đây là mặt tướng mất rồi. Bên đỏ lại tiếp chiêu tướng, bên đen vào tướng.
Bên đen tấn công ăn sĩ. Tốt lại tiếp tục tấn công. Tốt này cứ mãi mê rong chơi vậy thôi. Đây thì các bạn ăn xem xuống. Tốt đen bắt buộc phải ăn qua. Ngoài tướng lên thoát được mặt tướng và ván cờ trở thành ván cờ huề. Đấy thì sau một hồi giải đáp thì mình đã giải thành công được thế cờ này, rất hay được bày ở vỉa hè ăn tiền, và chung quy lại là ván cờ huề. Nhưng mà nếu như các bạn đi đúng theo sách vở cũ là như vậy, nếu như các bạn đi theo những cái cạm bẫy ban đầu của thế cờ thì các bạn sẽ thua. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.